Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì du học từ bậc trung học phổ thông, các quý vị phụ huynh thường lo lắng cho con em của mình về những vấn đề như là nhà ở như thế nào, ăn uống ra sao và có được tham gia sinh hoạt gì hay không. Và khi các bạn học sinh theo học tại trường St. Anthony High School sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề này. Và vào những ngày cuối tuần thì các bạn sinh viên trường St. Anthony luôn có rất là nhiều những sự lựa chọn cho hoạt động của mình. Sẽ có rất là nhiều bạn đi chơi cùng với gia đình người bản xứ hoặc là các thành viên của UTP. Và nhiều bạn đã đến tham quan như là New York, Washington hay là ở Boston. Và nhiều bạn khác thì ở nhà sinh hoạt hoặc là làm tiệc nướng với gia đình người bản xứ. Và đôi khi ở trường thì cũng diễn ra một cái hoạt động nào đó như là dạ tiệc chẳng hạn. Và trường St. Anthony High School thì tọa lạc tại vùng Long Island, thành phố New York. Thì Long Island có rất là nhiều những bãi biển, công viên và trung tâm thương mại, rạp chiếu phim cũng như là nhà hàng. Còn thành phố New York thì rất là nhộn nhịp và chỉ cách không đến 1 giờ đi xe lửa. Và đương nhiên thì ở đây bạn sẽ chỉ e là không có đủ thời gian để tham quan mọi nơi. Và chắc chắn rằng khi học tại trường St. Anthony thì những ngày cuối tuần của bạn sẽ vô cùng là thú vị. Và New York là một nơi tuyệt vời để sống và học tập. Long Island có một cộng đồng gia đình người bản xứ rộng lớn, có nhiều sinh viên và đội ngũ chuyên gia trẻ và chỉ cách khu du lịch nổi tiếng Manhattan 1 giờ đi bằng xe lửa. Và gia đình người bản xứ thì được lựa chọn cẩn thận từ mạng lưới địa phương rộng lớn. Họ cung cấp một nơi ở an toàn, thoải mái để bạn cảm thấy như là ở nhà trong thời gian học tập tại trường St. Anthony. Và sống chung với gia đình người bản xứ thì không chỉ giúp cho các bạn sinh viên có thể nâng cao các khả năng tiếng Anh mà nó còn cung cấp cho các bạn có nhiều cơ hội cũng như là hiểu được cái độc đáo và lối sống của Mỹ là như thế nào. Trường và gia đình người bản xứ thì luôn tôn trọng nền văn hóa của mỗi sinh viên. Và tất cả mọi người thì mong đợi sinh viên luôn tôn trọng cái môi trường gia đình mà họ đang sống, tham gia các bữa ăn gia đình và giữ được các quy định ở trong nhà. Và các gia đình bản xứ ở đây thì để chăm sóc tất cả các bạn. Thì đối với việc ăn uống, gia đình người bản xứ sẽ lo cho các bạn bữa ăn sáng và bữa ăn tối trong tuần. Và bữa ăn sáng, trưa và tối vào ngày cuối tuần và bất kỳ yêu cầu đặc biệt về chế độ ăn uống sẽ được ghi nhận lại và gia đình người bản xứ còn có thể đưa bạn đi đến một siêu thị quốc tế để giúp bạn tìm thấy một loại thực phẩm từ quê nhà. Và thông thường thì bạn đến trường bằng hệ thống xe buýt của trường hoặc là các gia đình có thể đưa bạn đến trường và đón bạn vào buổi chiều. Và gia đình người bản xứ sẽ cung cấp cho các bạn một nơi ở an toàn và thoải mái để bạn có thể sống trong thời gian học tập tại đây. Và sinh viên của trường thì thường được sẽ bố trí ở trong một ngôi nhà Mỹ điển hình, tức là thường có 2 lầu, từ 2 phòng ngủ và hơn 1 phòng vệ sinh. Bếp và phòng khách là nơi sinh hoạt chung và bạn có thể có phòng ngủ riêng hoặc là ở chung với lại anh chị em hay là những người thân trong gia đình người bản xứ. Và nhà ở Long Island thường có một khoảng vườn để chơi đùa, thư giãn và thường là gần các công viên hay là ở cửa hàng. Và không gia đình nào là như gia đình nào nên việc trải nghiệm ở cùng với gia đình người bản xứ của mỗi bạn sinh viên đều sẽ là khác nhau. Các bạn hãy cùng nỗ lực và gắn kết với gia đình người bản xứ thì cái cuộc sống của bạn sẽ có những trải nghiệm sâu sắc và phong phú hơn. Còn khi các bạn ở trường thì về vấn đề ăn uống thì các bạn thường phải ăn trưa tại phòng ăn của trường và có khá nhiều sự lựa chọn và thực đơn sẽ được thay đổi mỗi ngày. Bạn sẽ cùng ngồi ăn và trò chuyện vui vẻ với bạn bè trong thời gian nghỉ ở giữa buổi. Và như hồi nãy Bảo Trâm có chia sẻ với tất cả các bạn thì khi mà ở chung với gia đình người bản xứ thì những ngày trong tuần các bạn sẽ được lo bữa ăn sáng và bữa ăn chiều. Còn vào những ngày cuối tuần thì các bạn sẽ lo được luôn bữa trưa của mình. Và bữa ăn thì có ý nghĩa quan trọng với các gia đình người Mỹ nên dùng chung bữa sẽ giúp cho bạn phong phú và ý nghĩa thêm trải nghiệm văn hóa của bạn ở trên đất nước Mỹ. Vậy thì bạn không còn phải lo lắng về bất kỳ điều gì nữa rồi. Giờ thì chỉ cần việc chuẩn bị hồ sơ và mang ngay lên công ty du học Tân Đại Dương theo địa chỉ 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra công ty còn 2 địa chỉ ở quận 5 và ở thành phố biển Nha Trang. Lưu ý Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Hoặc các bạn cũng có thể truy cập ngay vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Nhanh nhất các bạn có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879. Giờ đây hãy cùng với Bảo Trâm lắng nghe chia sẻ của một bạn học sinh đã đậu visa du học Mỹ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Tuấn Vũ, năm nay mình 21 tuổi. Hiện mình đang là sinh viên của trường Saigon Tech ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Mình vừa được nhận visa du học Mỹ. Thật ra thì đây là lần phỏng vấn lần thứ tư của mình. Cách đây 2 năm rưỡi thì mình đã bị rớt 3 lần ở một công ty khác. Nhưng lần này thì mình đến Tân Đại Dương và được anh chị giúp đỡ rất nhiều và truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm. Thì khi đi vô phỏng vấn thì điều quan trọng nhất là các bạn cần phải tự tin. Bài thì rất là đơn giản, học chỉ có 6 câu do anh bảo anh cho. Rồi vô đó thì bạn tự tin lên. Hồi hộp thì cũng có một ít nhưng mà nói chung thì phải kiểm soát được bản thân mình là chủ yếu. Rồi trả lời to rõ cho lãnh đại sứ quán nghe. Nói chung là điều quan trọng nhất là phải tự tin và nói to rõ vì ở trong đấy
rất khó để nghe lãnh đạo sứ quán hỏi gì và người ta cũng khó nghe mình, nên khi mà mình nói rõ thì người ta sẽ thấy được phong thái tự tin của mình và người ta sẽ biết mong muốn du học thật sự của mình như thế nào và người ta sẽ đáp ứng cho mình. Sau qua Mỹ học tại University of Houston, học Business Management. Em chọn ngành này tại vì có thể là tại kinh doanh thì gia đình em có cơ sở kinh doanh nên học ngành này thì nó phù hợp hơn và em cũng thích kinh doanh, và kinh doanh thì là ngành dễ làm giàu ở Việt Nam. University of Houston là một trường lớn nhất ở Houston. Trường này thì có 90 năm kinh nghiệm, có nhiều cơ sở vật chất hiện đại, 40 trung tâm nghiên cứu ở trong trường và là hàng năm thì có 41.000 sinh viên, và trong đấy thì có nhiều sinh viên quốc tế đến học tại trường này, và đây thực sự là một môi trường quốc tế để theo học tại đây. Khi mà em đến Tân Đại Dương để làm hồ sơ thì thật sự là em biết Tân Đại Dương từ lâu rồi, cũng cách đây cả 2-3 năm, nhưng mà lúc đấy là tại vì đang làm hồ sơ ở một công ty khác, nhưng mà rất phỏng vấn. Nhưng mà đến hôm nay thì qua đây làm thì thật sự là có hai sự chênh lệch rất lớn. Ở đây anh chị dạy rất nhiệt tình, bài bản, chú đáo và tư vấn cho em biết điều gì nên, điều gì không nên. Nói chung thì mình khuyến khích các bạn, đây là một công ty tư vấn về du học rất tốt ở thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây 2 tháng thì mình có đến đây làm và trình bày về trường học của mình, thì mình muốn xin D20 lại để đi du học lại, tiếp tục giấc mơ du học của mình. Thì đến đây thì chị Nhi có tư vấn cho mình và làm hồ sơ thủ tục. 2 tuần thì mình nhận được D20 và bắt đầu lên lịch book phỏng vấn. Thì mình học phỏng vấn trong vòng 2-3 tuần. Hiện tại thì tại vì mình đang học ở trường đại học cho nên lịch học thì không liên tục. Nhưng mà nói chung thì học với anh Khôi cũng được 3-4 buổi, rồi luyện ăn văn với anh chị. Rồi sau đó thì học về các bước tâm lý với anh Bảo Anh là ngày hôm qua. Hôm nay thì mình lên thớt và đã đậu phỏng vấn. Anh Bảo Anh là người trực tiếp truyền lửa cho mình, giúp mình phong thái tự tin hơn trong phỏng vấn du học. Thật sự thì tâm lý trong phỏng vấn cũng rất quan trọng. Những câu hỏi các bạn học thì cũng chỉ là phần nào đấy, nhưng mà quan trọng là cách trả lời của bạn và phong thái của bạn. Thì anh Bảo Anh là người đã giúp mình hiểu ra những bước rồi. Nói chung thì thật sự là trong phỏng vấn du học bạn là người bị động, nhưng mà anh Bảo Anh nói là thực chất, thật ra mình đã biết tất cả các câu hỏi lãnh đạo sứ quán sẽ hỏi, thì mình là người chủ động chứ không phải là bị động. Thì theo câu nói của anh Bảo Anh thì mình cũng đã có nhiều thêm tự tin hơn và biết là họ sẽ hỏi mình gì, nên mình sẽ chủ động hơn, nên vượt qua phỏng vấn. Thực chất thì họ chỉ quan tâm đến những vấn đề về tài chính, học lực, rồi qua đó bạn sẽ làm gì. Thì xoay quanh những câu hỏi đó thì đều có trong ôn tập của công ty du học Tân Đại Dương. Chúc các bạn sẽ đạt được ước mơ du học giống như mình và có một tương lai tốt.